Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và như anh em thấy hôm nay mình sẽ có một cái list series đồ anh em nhé. Khá là nhiều đồ mới để gửi anh em. Và sẽ có một bộ dàn chung rất là VIP anh em nhé. Một bộ dàn chung ngày xưa làm mưa làm gió thị trường rồi, chính là con Denon F88 anh em ạ. Bộ này về thì đầy đủ các thớt, 4 thớt rời luôn anh em nhé. Và đây, lần trước anh em cứ chê mình bộ gọi là chỉ có mỗi âm ly với loa, thì hôm nay mình đã về một combo đủ cả bộ luôn, được chưa? Rồi, thì bắt đầu từ những món đồ nhỏ trước thì anh em sẽ lưu ý một chút được số điện thoại của mình vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại thằng em Sơn thì ở ngay bên cạnh là 0933321983 anh em nhá. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của bên Audio 89 có thể alo cho mình hoặc em Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm anh em nhá. Rồi, bắt đầu từ những món đồ nhỏ thì xin thưa với anh em. Mình về được một bộ này anh em ạ. Đây là bộ dao dĩa anh em nhá. Bộ dao thìa dĩa thì chuẩn hơn. Đây. Hàng này là của Amazon luôn anh em nhé. Đây, anh em nhìn, mình mua từ Nhật về, ôi chưa. Đấy, anh em nhìn này, hàng cho thị trường Amazon của Nhật anh em nhé. Đấy, quà gọi là con này nó sẽ là cái hàng gọi là Amazon nó tặng kèm những khách hàng gọi là cực kỳ thân thiết. Mua rất nhiều hàng của Amazon thì sẽ được tặng bộ thìa này anh em nhé. Và hiện tại về thì bên kia người ta đã, những cái đội nó mua nhiều ấy, thì nó đã được tặng rất là nhiều bộ và nó thương mại hóa luôn cái này anh em nhé. Nó bán trên thị trường luôn. Và cái hàng này nó là một trong số những hàng đấu giá trên trang Yahoo và mình đã mua về đây phục vụ anh em. Đây, cu sơn cặp anh cái. Thì trong này anh em sẽ nhìn thấy nhá, nó sẽ có 8 cái thìa anh em, à 8 cái dĩa anh em ạ. 8 cái dĩa anh em nhá. Đây, mình sẽ bóc một cái cho anh em xem. Dĩa cầm cực kỳ đầm và chắc và con này chắc chắn là sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu rồi anh em nhá. Đấy, tiêu chuẩn châu Âu. Đây này, bên trên này nó được in logo Amazon Basic luôn anh em nhá. Đấy. Và con này nó sẽ made in China anh em nhá. Đấy, tất cả những đồ sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu nhưng mà sẽ made in China. Con này thì cam kết với anh em 100% là hàng xịn luôn anh em nhé. Đây, tiếp đến là con dao này. Con dao này xin thưa với anh em là dao cắt bánh mì. Anh em mình hay đi gọi là ăn gà KFC ấy, hoặc là ăn bánh mì bít tết ở đâu ấy, thì nó sẽ có con dao này anh em nhé. Cắt thịt bò này. Đấy, hoặc là cắt gà cắt ghiếc. Anh em nhìn này, đấy, cái phần lưỡi dao nó làm. Và thân dao cực kỳ đẹp anh em nhé. Nói chung con này đẳng cấp đấy. Nhà anh em nào mà hay ăn hay chơi cái loại đồ Tây ấy mà có cái bộ này phải nói là cũng VIP đấy. Đây, đặt vào đây. Đây. Và hiện tại hình như đợt này mình về có 2 bộ thôi. Đây là thìa anh em nhá. Thìa đây, 8 cái thìa luôn. Cái thìa này của nó thì khá là ngon anh em nhìn này. Xịn luôn. Cũng Amazon Basic anh em nhá. Amazon Basic. Xịn dã man luôn. Soi cả mặt thằng em Sơn này, trông mặt nó tròn như cái đĩa anh em ạ. Rồi. Thì hiện tại bộ này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại bây giờ bộ này mình đang để cho anh em với cái giá siêu tốt luôn anh em nhá. Giá bộ này mình đang để cho anh em là 399.000 anh em nhá, cho cả bộ luôn. Với cho anh em 399.000 cho một bộ tiêu chuẩn châu Âu, hàng xịn của Amazon luôn anh em nhá. Hàng này phải nói là hàng thừa đấy, không phải hàng đùa đâu anh em. Bộ này giả sử mà gọi là bán thẳng tưng ra thì nó phải tầm hơn một củ cho bộ này anh em nhá. Mà như bọn Manulife nó hay đi nó tặng đồ ấy, thì một bộ dao nó tính tầm mấy triệu. Bộ này mà cho Manulife đi tặng thì chuẩn bài luôn anh em nhá. 399.000 nhá. 399 anh em nhá. Tiếp đến bên này thì anh em sẽ nhìn thấy đợt này mình sẽ về được hai dòng tai Lenovo anh em nhá. Hai dòng tai Lenovo. Và xin thưa với anh em, tai này nó là tai sử dụng đát của năm 2023 anh em ạ. Tức là nó sản xuất ở năm 2023. Khá là gần. Đây. Màu này thì nó là cái màu gọi là xanh rêu anh em nhá, khá là đẹp. Anh em nhìn này. Đấy. Các cái phần nút bấm nhá, nó sẽ được cái phần này nó nổi lên anh em nhá. Tức là dùng giả sử mà anh em mình hội khiếm thính ấy, thì anh em mình chỉ cần sờ cái phần dây vuốt này anh em mình sẽ biết được cái phần nút là cái nút gì anh em nhá. Cộng trừ nó sẽ nổi lên. Đấy, khá là hay. Đấy. Con này là Lenovo như anh em mình đây, Lenovo có rất nhiều anh em rồi đúng không? Phân khúc của con này thì vẫn là thuộc cái dòng ThinkPlus anh em nhá. Lenovo ThinkPlus đây, anh em nhìn thấy chưa? ThinkPlus. Củ Hausen nó đây. Anh em thấy dòng này là dòng thuần thể thao, nó sẽ có cái móc này anh em nhé. Cái móc này để ghẹm vào cái phần tai của anh em mình, chống cái tình trạng anh em mình là giả sử mà đi tập thể thao hơi quá đà thì nó tránh sẽ bị rơi anh em nhé. Mà nó giữ cho cái tai của anh em mình, nó sẽ luôn cái tai nghe này luôn ở trong cái form tai của anh em mình để nghe nó chất hơn. Đây, nam châm hít anh em nhé, vẫn hít ở mầm luôn. Đấy, ok chưa? Thì đây, con này mình sẽ có hai màu anh em nhé. Sử dụng chân sạc Type-C, à sử dụng chân sạc micro USB. Đấy. Pin nó được khoảng tầm từ 8 tiếng anh em nhé, 6 đến 8 tiếng. 8 tiếng là đàm thoại còn 6 tiếng là nghe nhạc. Kiểu vậy. Có hai màu anh em nhé. Một là cái màu này thì thằng em Sơn nó khá là thích này. Đấy. Khá là trẻ trung anh em nhé. Phần thân trên nó sẽ là màu xám lông chuột, phần thân dây sẽ màu vàng và củ loa thì cũng là màu xám luôn.
Vui chưa? Đẹp. Yeah. Con này đẹp. Con làm cách đẹp thật sự luôn anh em ạ. Đấy. Và hiện tại hai con này mình đang để cho anh em đồng giá luôn, đều là 450.000 cho một chiếc anh em nhá. 450.000 cho một chiếc, con này sport luôn. Và tất cả hàng này đều là hàng mới 100% chưa qua sử dụng anh em nhá. Anh em hoàn toàn yên tâm. Và mình sẽ một đổi một cho anh em trong vòng 3 tháng luôn. Nghe anh em nhá. Một đổi một cho anh em trong 3 tháng. Hàng này là hàng gọi là nhảy nhà máy ra nên xin lỗi anh em là hàng mới tinh nhưng mà không có hộp anh em nhá. Không có hộp. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là một cái con tai mà mới về xong này. Con này nó chính là cái con gọi là Iosin anh em nhá. Iosin. Con này thì mình nó sẽ cùng họ hàng với cả LVZ anh em nhá. Cùng họ hàng với LVZ nhưng mà cái phiên bản này là phiên bản xuất cho thị trường Dubai anh em. Pin nó được khoảng tầm 48 đến 50 tiếng anh em nhá. Chất âm của nó con này thì mình xin lỗi anh em là nó đánh tạp đủ thể loại luôn. Nó sẽ giống cái phần chất âm của thằng JVC anh em nhá, khá là giống JVC hoặc Panasonic, khá là giống. Đấy. Thì củ là củ Hausen anh em nhìn này, mới cứng luôn anh em nhá, mới cứng luôn. Củ toàn bộ là cái phần màng loa này thì nó sẽ được bọc kim loại tất anh em nhá. Khá là ngon, làm trầm hút thì cực mạnh luôn. Đấy. Phần xung quanh của Hausen toàn bộ kim loại tất. Đấy. Và cái phần móc tai nghe này. Đấy, cái móc này sẽ móc vào tai anh em mình để chống rơi anh em nhá. Con này thì sẽ có một cái phần điều chỉnh ở đây để điều chỉnh tai ngắn hay là tai dài để phục vụ anh em mình để cho dây dợ cho nó gọn gàng. Con này vẫn sử dụng chân sạc micro USB anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Các phím điều hướng ở đây, tăng giảm âm lượng này, phím nút đàm thoại này, con này có mic tích hợp sẵn nên anh em hoàn toàn có thể nghe nhạc hoặc là đàm thoại cuộc gọi các thứ ok. Anh em nào mà hay nghe gọi nhiều ấy, đi xe máy nhiều ấy hoặc là đi đâu nhiều đấy thì anh em mình có thể lấy con tai này, tại vì pin nó nghe liên tục anh em nhé, nghe liên tục chứ không phải thời gian chờ đâu, nghe liên tục được khoảng tầm 2 ngày, tức là khoảng tầm 48 tiếng nghe liên tục. Hiện tại con này thì em Sơn đã test rồi 2 ngày liên tục luôn đấy. Và giá hiện tại con này hiện tại đang tốt nhất tại cửa hàng 350.000 anh em nhé, cho một con tai nghe pin siêu trâu với cho anh em. Hàng này hàng xuất Dubai anh em nhé, xuất Dubai luôn, khá là ngon. Rồi đây, để gọn đống sang bên. Tiếp đến đây thì anh em sẽ nhìn thấy đây là một con radio anh em nhé. Con radio của thằng Moa FRC1 model anh em nhé. Sẽ nghe được sóng AM FM 2 băng tần với cho anh em. Con này sẽ có một con loa toàn giải 8cm ở bên này. Các cái phím điều hướng ở bên này. Volume kèm nút nguồn này. Chuyển sóng AM FM này. Đây là giò đài anh em nhé. Được trang bị này anh em nhìn. Hai cục pin đại. Nghe khoảng tầm 1 tháng hết pin luôn anh em nhé. Đấy. FM này đủ giải anh em nhé, 76 đến 108 này, AM 525 đến 1605, full tất cả giải Việt Nam. Và đây là cái bản xuất cho thị trường Nhật, anh em sẽ nhìn chữ Nhật chằng chịt luôn anh em nhé. Sách hướng dẫn đây cũng chữ Nhật luôn và nguyên hộp luôn anh em nhé, nguyên hộp luôn. Đấy. Và bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nhé. Con này thì trước khi test mình xin phép báo giá cho anh em con này là 430.000 anh em ạ, rẻ như đài tàu thôi anh em nhé, rẻ như đài tàu thôi mà chất âm của nó gọi là khá là ok đấy. Quốc tế Thomas Bach nhấn mạnh sport is always rất là đâu không thể thiếu được là chính là phải có thực tế quả hay thời gian chẳng hạn. Ngoài bạn hàng cũng không quả phạt xa hơn như vậy. Yeah. Ở tất cả bến xe, trong đó bến xe Giáp Bát hoạt động gần 220, bến xe Gia Lâm được tăng cường 82 xe và bến xe Mỹ. Tôi nghĩ AI chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Tôi không nghĩ chúng ta có thể loại bỏ sự đánh giá của con người. Song với những bộ môn như thể dục bắt sóng rất là căng luôn, bắt full đài Việt Nam anh em nhé. Kể cả tất cả các tỉnh thì như anh em nào mua trước đánh giá thì cả mình bán cho cả Hà Nội và cả những cái tỉnh ở gần đây rồi thì chỗ nào cũng báo là bắt sóng ok anh em nhé cho con này. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với giá cực kỳ tốt, 430.000 anh em nhá. 430.000 hàng full box luôn, mới tinh chứ qua sử dụng anh em nhá. Và anh em lưu ý mình chỉ có bán đài nhá, cục pin này mình giữ lại mình dùng đấy chứ không bán kèm pin đâu, anh em thông cảm nhá. Tiếp theo đây nữa thì xin lỗi anh em, đây là một con loa gọi là quá hot rồi anh em ạ. Chính là con Harmacodon anh em nhá, một phiên bản gọi là chạy Sitte anh em nhá, chạy Sitte. Nhiều anh em cứ so con Harmacodon Onyx này, cái phiên bản duy nhất bán thị trường Nhật anh em nhá. Và đến bây giờ Nhật cũng chỉ bán một bản này thôi, tại vì bản này chất âm đẳng cấp nhất. Đến Onyx 3, Onyx 4, Onyx 5, 6 đến 7 bây giờ hoặc là 8 sắp ra thì nó đánh giá là thua con này tất, tại vì những con kia đều là mono hết anh em nhá. Con này mới là phiên bản Sitte này anh em nhá. Nó sẽ được trang bị hai con loa mid anh em nhá, mid bass này. Hai con mid bass anh em nhá. Đấy. Con này đường kính 8 cm, râu quạt
dâu quạt luôn. Đấy, phần chất gân nó là gân zin rất là mềm luôn anh em nhá. Tiếp đến bên trên này sẽ là hai con chép đô. Được chưa? Mặt trước này sẽ có một con loa cộng hưởng anh em nhá. Con loa này nó sẽ làm âm bát nó căng hơn này. Tiếp đến phía sau này. Phía sau này cũng lại một con cộng hưởng nữa anh em nhá. Đấy. Con này thì loa không có hộp nên là anh em sẽ nhìn thấy nó có một vài vết xước nhưng mà nói chung là vẫn còn rất đẹp nhá. Yeah. Con này vẫn còn rất đẹp, kể cả cái phần chân anh em nhìn này, nó bóng lử luôn anh em nhá. Đấy. Sử dụng sạc thẳng luôn anh em nhá. Sử dụng sạc thẳng hoặc là anh em mình có thể sử dụng pin. Con này pin thì nghe liên tục mà mắc volume thì sẽ được khoảng tầm 2 đến 3 tiếng nghe liên tục anh em nhá. Còn lại thì anh em mình cắm sạc vào thì sẽ nghe căng hơn anh em ạ. Nghe căng hơn. Và con này sẽ có kết nối Bluetooth anh em nhá. Kết nối Bluetooth thôi. Rồi, mình sẽ thử kết nối cho anh em xem. Và trước khi kết nối thì mình xin phép mình báo giá luôn cho anh em. Đây, con này có căng đằng trước anh em nhá. Mình tháo ra cho chất rồi. Phú kết nối cho anh em. Thì hiện tại con này anh em nhá, mình đang để cho anh em hàng không bốc là 3.200.000 với cho anh em. Tiếp tục về hàng rồi lại có hàng full bốc, một con duy nhất về lô này anh em nhá. Hàng full bốc, bên trong thì anh em thường hỏi có cái gì, bên trong sẽ có loa sạc anh em nhá và kèm theo sách hướng dẫn sử dụng đúng không, sạch đấy, full bốc luôn. Hàng full bốc thì nó sẽ đẹp xuất sắc anh em nhá, đẹp xuất sắc đấy, nó đẹp xuất sắc hơn, cũng không phải hẳn là mới đâu mà gọi là bên Nhật, có thể nó bóc ra nó để đấy nó lại đóng vào hộp thôi, hoặc là cũng có thể nó dùng trong một thời gian rất là ngắn xong nó đóng lại hộp anh em nhá. Đấy, nó đóng vào hộp xong nó mình mua đấu giá về Việt Nam thôi. Và đây, con này cũng đẹp rồi, 3.200.000 nhỉ, yeah, nét rồi đúng không, con này là ba hàng full bốc là 3.800.000 anh em nhá. Ok, Phú Văn Nhạc của anh cái cùng ớt tươi ủ muối lên men 12 tháng trồng. Can't find a home appliance with guaranteed quality? Come to Alibaba.com. Enjoy fast dispatch and low MOQ. Mở cửa đón năm mới, mở ví VNPay đón lộc. Nhạc nó dập dồn quá anh em, nhạc này nó dập dồn quá, nhưng nói chung là phải test cái nhạc đấy để anh em biết được cái loa này tại sao mà bộ đội trẻ ấy, nó hay mang cái loa này gọi là đi bay ấy, gọi là hết nhạc con về đấy, thì chính là con này anh em nhé. Chất bát gọi là bao phê luôn, nó đánh cực kỳ chắc chắn với phòng diện tích khoảng tầm 25m² trở về nhỉ, yeah. Nó đánh gọi là cho càng bét ở phòng luôn. Đây là anh em mình nghe cái phòng ở đây cửa hàng của mình khá là rộng, khoảng tầm 100m², nghe đã càng bét là đẹp rồi anh em nhé. Rồi, tiếp đến bên này thì sẽ là hai chai nước hoa anh em ạ. Hôm nọ anh em cứ hỏi là đăng nước hoa nữ đi để mua về tặng vợ thì hôm nay tiếp tục lại có hàng cho anh em rồi. Một chai nước hoa gọi là ISL anh em nhé. Phiên bản này thì gần như là phiên bản limited luôn anh em nhìn này. Đấy. Phiên bản limited, bên trong sẽ được bọc một lớp giấy bạc anh em nhé. Chai này thì nó mùi của nó khá là thơm anh em ạ. Một trong số những dòng gọi là khi mà những anh em mình gọi là gậy gộc nó yếu rồi ấy thì mua cho vợ chai này anh em nhé. Về xịt vào phát gậy gộc của anh em mình nó lại căng ngay. Ôi chưa? Đấy. Ui dồi, cái nốt hương phải nói là cái nốt hương đầu tiên anh em nhé. Nó pha lẫn vị vani kèm theo đấy là những cái nốt hương của những cái loài hoa. Cái nốt hương đầu tiên nó đã ngọt rồi anh em ạ. Vani ngọt rất là thơm anh em nhé. Tiếp đến cái nốt hương thứ hai thì sẽ là lớp nốt hương mát anh em nhé. Nốt hương mát và nốt hương cuối cùng nó sẽ vờ trở lại cái nốt hương ngọt. Ngọt của cái bọn này thì cái ngọt nốt hương cuối sẽ là nốt hương của rượu vang anh em nhé. Khá là thơm. Sang trọng. Đấy. Dung tích của chai này sẽ là 100ml và chuẩn made in France, hàng của Pháp luôn anh em nhé, chuẩn Pháp. Và như anh em thấy này, bên trong nó bọc giấy bạc anh em nhé. Và dung tích mình soi anh em nhé, mình soi, mình lấy đèn flash mình soi vào thì nó còn khoảng tầm 96.69% anh em nhé. Ok chưa, con này còn nắp nguyên này. Đấy. Giá hiện tại 1.600.000 thì mình xin phép để cho anh em chai này là 1.500.000 anh em nhé. Hàng này thì anh em mua tặng được tại vì nó còn rất là mới anh em ạ, nó còn rất là mới anh em nhé. Tiếp đến bên này thì xin thưa anh em, đây là một cái mẫu nước hoa khá là nổi tiếng của thằng Dior, làm đình làm đám nhé. Đây là có chai Poison Girl Dior anh em nhé. Chai này thì chai chuẩn nước hoa gọi là ngọt rồi, cái dòng nước hoa gọi là quý bà rồi anh em ạ. Xin thưa anh em là những cái chị em nào mà nhiều tuổi ấy, khoảng tầm 27 tuổi trở lên dùng cái dòng này thì cảm giác rất là quý tộc anh em nhé. Tại vì nước hoa của nó, cái dòng Dior, riêng về Dior thì là
nó nổi tiếng với nốt hương ngọt anh em ạ. Và con này nó sẽ ngọt ngay từ nốt hương đầu đến tận nốt hương cuối luôn anh em nhá. Nốt hương 1 2 3 sẽ đều ngọt, đầu giữa và cuối sẽ đều ngọt. Và cái nốt hương của bọn này thì xin thưa anh em, mùi của nó khá là độc lạ, thế nên thành ra là khi mà chị em xịt vào, người ta hay gọi là cái nốt hương này nó cái mùi hương này nó gọi là mùi hương của nhà giàu anh em nhá. Anh em nào mà mua chai này tặng chị em thì cực kỳ ok. Dung tích con này đây, con này là dòng nước hoa EDP anh em nhé, tức là tinh chất nước hoa đấy, nó sẽ bám hương cực kỳ dai luôn. 100ml này, made in France, hàng cũng chuẩn của Pháp luôn anh em nhé. Perfume Christian Dior đấy, một trong số mà những cái phiên bản của Dior sản xuất rất là hiếm thị trường Việt Nam, khó là thấy chai này anh em nhé. Poison Girl này đấy, Dior, ok chưa. Cái nắp của nó hơi xấu tí thôi anh em nhé, cái nắp của nó thì sẽ hơi xấu một tí thôi, không sao. Điều quan trọng nhất là nó thơm đúng không, mà giá con này hiện tại 1.6 triệu, vì cái nắp của nó xấu anh em nhìn này, đấy phần cổ nó hơi xấu nhá, nên mình sẽ để cho anh em chai này chỉ có 1.300.000 anh em nhá, 1.300.000 cho chai này đấy. Có hai chai, một chai 1.3 triệu, một chai 1.5 triệu để tùy anh em lựa chọn đấy. Nhà giàu cũng chỉ dùng nước hoa này thôi đúng không? Rồi kiểu máy quay cho anh. Tiếp đến đây thì xin thưa với anh em, đây là một mã giàn rất là ngon đến từ thương hiệu Denon anh em ạ. Con này thì xin thưa với anh em đã được bên Nhật nó ghép với cặp loa khá là to anh em nhé, cặp loa bass to và Denon hơn. Con này là con Denon MA3, bình thường nó sẽ chỉ đi kèm cặp loa bass 12cm thôi, nhưng mà đây bên Nhật nó đã ghép sẵn vào cặp loa bass 15cm rồi, nên chất âm bass của con này nó sẽ căng hơn nhiều so với cả phiên bản gốc anh em nhé, căng hơn nhiều so với phiên bản gốc. Ở bên Nhật rất nhiều thằng thích chơi âm thanh và thích phối ghép, nhưng mà nói chung là nó cũng không thể nào mà nhì nhằng bằng mấy ông Việt Nam được. Mấy ông Việt Nam anh em mình mới là phối ghép mới nhiều, mà mình cảm giác cái âm nhạc của Việt Nam mình nó đỉnh hơn anh em ạ. Thế có bọn quốc tế bây giờ nghe nhạc remix Việt Nam rất là nhiều anh em nhé, bọn Nhật cũng nghe rất là nhiều. Đây, với cái form mặt dàn anh em nhé, nhìn form mặt là sẽ là form mặt nhôm đời mới cao cấp của thằng Denon, anh em nhìn rất là đẹp đúng không? Con này Denon MA3 MD đọc ghi cực kỳ ngon anh em nhé. Với cái màn hình gương này, anh em nhìn màn gương nhá, màn gương anh em thì sẽ soi gương ở trong này, ok chưa? CD con này chạy mắt 213 cực kỳ bền anh em nhé, siêu bền luôn, và mắt đọc thì khá là ok, đọc được tất cả các loại đĩa luôn, không kén anh em nhé, không kén đĩa. Bát chép anh em thì chỉnh trên mặt này, super bát này, bát này, chép này, đấy. Và đây là chế độ direct nhưng mà đi chuyên nghiệp, ok chưa anh em? FM AM thì sẽ đủ 108 nhé anh em nhé, dò full đài Việt Nam, ok chưa? Kết nối thiết bị điện thoại, máy tính, TV sẽ có thể qua cổng AUX, tức là jack hoa sen analog thông thường, hoặc anh em mình giải mã từ smart TV xuống qua cổng tín hiệu quang, thì con này sẽ có chuẩn giải mã là chuẩn 24 bit theo đúng chuẩn PCI, nên là anh em mình sẽ có một chất tiếng ra rất là nịnh tai anh em nhé, chất tiếng siêu hay luôn, ok chưa? Đấy, về cơ bản cục dàn sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25cm trở về anh em, thậm chí sau này bỏ cặp loa này đi, ghép cặp loa bass 25 vào, cục này vẫn chơi tốt anh em nhá. Con này thì nó sẽ đánh con STK bao nhiêu nhỉ? STK mình 412 phải. Nó là một trong số những mã STK mà Sony cũng hay sử dụng, đánh cực kỳ căng anh em nhá, đánh siêu căng luôn. Và đặc thù STK nó sẽ có một cái chất khá là hay, nên là giải mid nó sẽ lên rất là dày anh em nhá. Nó lên dày hơn khi mà anh em đánh xỏ MOSFET. MOSFET thì có thể đánh được loa bass 30 to hơn, thế nhưng mà bù lại thì cái giải mid của sò MOSFET nó không được ngon như giải mid của thằng STK. STK giải mid lên rất là đẹp tiếng anh em nhá. Cấu hình loa thì sao? Con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 15cm anh em nhá. Gân cao su zin, màng carbon. Màng này là màng dạng sợi được bện vào nhau anh em nhá. Dạng sợi bện, nó gần như là màng sợi keva, nhưng mà đúng ra con này thì không gọi là sợi keva được anh em nhá. Mà màng này là nó là một trong số cái loại sợi gì đó anh em ạ. Đấy. Bên trong nó sẽ là một cái lớp carbon cứng, bên ngoài nó bện sợi ép vào nhau tạo thành cái màng này anh em nhá. Nó gần như kiểu nó mặt này như kiểu vải sợi polyester kiểu vậy. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, dòng đôm từ neo anh em nhá. Người ta hay gọi là từ đất hiếm đấy, mà đất hiếm này thì chỉ có châu Âu nó có thôi. Việt các cái nước châu Á thì không bao giờ có cái loại nam châm từ neo này anh em nhá, mà chỉ châu Âu thôi. Và con loa này nó cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất âm rất là ok. Thụt hơi mặt trước này, anh em nhìn thụt hơi nó đánh sẽ rất là lực anh em nhá. Với những bộ này thì không phải bàn về chất lượng rồi, đúng không? Phía sau đây, tổng thể công suất của loa sẽ là 50W và trở kháng sẽ là 6 ohm, một cặp 100W anh em hoàn toàn chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 40m2 trở về cho cái mã dàn này anh em nhá. Công suất cục dàn sẽ là 55W điện nguyên bản 100V, xúc điện ao này, kẹp loa này sẽ đánh loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, kẹp antenna MFM phục vụ em nghe đài. Các đường kết nối line out đầy đủ và có cả optical in và out theo đúng chuẩn PCM để phục vụ em kết nối mạng anh em nhá. Kết nối smart TV xuống. Và hiện tại mã dàn này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại Denon MA3 mình đang để cho anh em
với cái giá là 3.600.000 anh em nhé, cho cả bộ này, ok cho anh em, 3.600.000. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhá. Và tất cả những cái bộ dàn mình bán ra đều bảo hành 1 năm cho anh em tất anh em nhé. Anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi. Chất âm rất ngon anh em nhá. Giá hiện tại chỉ có 3.600.000 cho một mã dàn Denon thì anh em phải nói là nói chung là giá quá tốt rồi anh em ạ. Chất âm bao hay anh em nhá. Phần lời của ca sĩ thì gần như lên giải mix rất là đẹp tiếng. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là một cái mã dàn chung 4 thớt rời đến từ thương hiệu Denon, mình đã giới thiệu từ đầu video rồi đúng không? Một bộ dàn về full 4 thớt anh em nhá. Full 4 thớt dàn luôn. Đây. Và đây, anh em nhìn tổng thể bộ dàn. Và như anh em thì ngày xưa cái bộ này nó hot lắm anh em ạ. Đến bây giờ thì nó cũng đỡ hot hơn rồi, nhưng mà mình nói thật là về được những cái bộ đẹp xuất sắc như thế này rất là hiếm anh em nhá. Anh em nhìn này. Mình sẽ ghi cho anh em xem gọi là tổng thể chi tiết con dàn này trước anh em nhá. Đấy, cặp loa này. Đẳng cấp luôn anh em ạ. Nó VIP Pro luôn anh em nhá. Thì cái thớt dưới cùng này xin thưa với anh em là thớt âm ly anh em nhá. Với cái phần nhôm nó dày khoảng tầm 4 ly anh em ạ. Đây, anh em nhìn. Nhôm dày khoảng tầm 4 ly anh em nhé. Rất dày luôn. Mặt toàn bộ là được thiết kế theo giao diện giống giao diện phẳng của đằng iPhone nên là rất là đẹp anh em nhé. Nó có một cái dập cách điệu ở trên này. Đấy, nó ngăn cách phần logo bên trên này ra, logo Denon ra anh em nhé. Nhìn là đẳng cấp rồi đúng không? Mặt này giống cái form mặt mà Denon 2000 đúng không? Anh em nhìn thấy không? Đấy. Thì đây sẽ con này sẽ có cái lỗ phone anh em nhé. Lỗ phone mạ vàng này. Tiếp đến là bát này. Cần chỉnh bát bằng cơ này. Chép cơ này. Ba lăng anh em nhá. Giữa này sẽ là núm volume chủ này. Đấy. Tiếp đến đây là sẽ là nút input anh em nhá, chọn cổng vào. Quay cho anh em. Chọn đường tín hiệu vào anh em nhá. Đấy, anh em mình sẽ vào CD này, tap này, tuner, phono này, MD này, gọi là AUX nha, quay chưa? Đấy. Thì cơ bản về âm ly, và âm ly này đánh sò than, sò MOSFET. Nên là anh em hoàn toàn mình có thể là chơi tốt những cái cặp loa khoảng tầm bát 30, con này đánh cũng rất là ok luôn anh em nhá. Với cái giải mid nó lên rất là dày tiếng, là đặc thù thằng Denon anh em nhá. Bên trên này thì CD Denon thì con này như anh em mình thấy thiết kế giao diện mặt phẳng rất là đẹp, màn hình thì sáng vô cùng rồi đúng không? CD con này thì chạy mắt gọi là 210 KSS 210 khá là bền anh em nhá, nhận bài nhanh, mà cái dòng mắt này thì rất dễ thay thế, ok cho anh em. Đấy, cái dòng này và con này sử dụng hai con giải mã chuẩn CDX anh em nhá. Riêng cái dòng Denon mà nó sử dụng hai con CDX chứ nó không sử dụng con giải mã PCM giống bọn MD nữa, mà hai giải mã, hai vùng CDX riêng biệt thì nó sẽ cho ra một chất âm rất nịnh tai, tương đương với những con giải mã của thằng PCM 1801 anh em nhé. Hai thằng sẽ xếp cùng chiếu với nhau, và với những con CD sử dụng hai con CDX này thì giá nó khá là đắt anh em nhé. Với những con size lớn 43 thì khá là đắt, và con này thì bề ngang nó là 28 cm. Đấy. Bên trên này thì sẽ là thớt cassette anh em nhé, tích hợp đầy đủ công nghệ Donbo BCLR HX Pro anh em nhé. Auto Reverse. Đấy, ok cho anh em. Auto Reverse cũng tích hợp sẵn cái con này. Có nút vớt anh em để chỉnh bằng nút gạt này anh em nhé. Đây CD này. Toàn bộ đã được vệ sinh dây cu loa các thứ đầy đủ rồi anh em nhé. Dây cu loa được vệ sinh và thay mới tất. Bánh tì thì được thằng em sơn nó kỳ khoảng tầm 77-49 tiếng. Rất là sạch anh em ạ. Rất là sạch sẽ. Con này về thì thậm chí anh em mình có thể sử dụng con này làm nâng tiếng được anh em nhé. Tại vì con nút Rack Level ở đây này, anh em mình có thể sử dụng con này nâng tiếng được, tức là nó sẽ giống như cái rè anh em, cho chất tiếng nó dày hơn, ok chưa? Bên trên cùng này sẽ là cái thớt tuner anh em nhé.
với cái mặt nó thiết kế phải nói công nhận con này đẹp thật. IMF em đều sitter toàn bộ này anh em nhìn này. Đấy. Màn hình sáng đẹp nhá. Đủ FM sẽ đủ 108, em sẽ dò full đài Việt Nam, còn AM thì tất nhiên là sẽ full giải luôn. Sẽ có chế độ lưu kênh anh em nhá. Con này có chế độ lưu kênh. Cái này thì anh em về tự mò giúp mình nhá. Ok chưa? Đấy. Cấu hình loa thì sao? Con này được trang bị một con loa bass đường kính là 18 cm anh em nhá. Gần này. Đấy, gần. Anh em nhìn. Màng sẽ là màng carbon anh em nhá. Màng carbon dấu núm, con này dấu núm, không có núm luôn. Đấy. Núm con này sẽ được dán gọi là bẹp vào trong như này thì anh em mình sờ thoải mái nhá. Trẻ con sờ không được sợ hỏng anh em nhá. Và chất bass con này ra thì khá là đầm tiếng, thùng nó như thùng đúc luôn anh em ạ. Bên trên này thì sẽ là con đôm to đúng bằng cái đĩa luôn anh em nhá. Đây, to đúng cái đĩa luôn. Anh em sẽ nhìn xem cái đĩa nó chỉ to bằng cái con đôm của con này thôi, bé hơn anh em. Cái đĩa bé à, bằng nguyên hình cái đĩa luôn anh em nhá. Nguyên hình cái đĩa. Và chất tiếng của con đôm này thì không phải bàn rồi, cũng từ neo anh em nhá. Chất âm đẳng cấp luôn. Đây. Phần phía sau đây, anh em nhìn này. Vân viết đẹp dã man luôn. Ok chưa? Tổng thể anh em nhá. Tổng thể phía sau. Con này sẽ có thụt hơi đằng sau, đúng theo tiêu chuẩn sản xuất loa ở châu Âu, nó sẽ hướng cái thụt hơi ra phía sau để phục vụ em kết nối mà muốn nhiều bát thì để gần tường, muốn ít bát thì để xa tường ra. Công suất của loa sẽ là 80W và trở kháng 6 ô, toàn bộ cọc bắp chuối hết. Và 80W thì xin lưu với anh em là anh em mình sẽ chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 50m² trở về anh em nhá. 50m² trở về. Ok chưa? Cấu hình của cục dàn, bên dưới này sẽ là âm ly, công suất 72W, điện nguyên bản 100V, toàn bộ cọc loa bắp chuối hết. Các cái đường line in layout đầy đủ anh em nhé, không thiếu bất kỳ cổng nào. Và con này sẽ có cả đường tín hiệu gọi là đường siêu tín hiệu, chính là cổng phono anh em nhé. Cổng phono để phục vụ anh em kết nối đĩa than vào đấy, đĩa than ngày xưa ấy. Bên trên này sẽ thớt CD với công suất là 10W, điện nguyên bản 100V anh em nhé. Trên này thì sẽ là cassette này, 13W, điện nguyên bản 100V và hỗ trợ hai đường line in, một đường line in, một đường line out. Con CD bên dưới sẽ một đường line out và một đường optical out xuất tín hiệu quang ra. Và bên trên cùng này sẽ là cassette, anh em sẽ hỗ trợ một đường out và kẹp anten FM AM. Hiện tại thằng em Sơn nó đang cắm cái dâu anten ở đây rồi anh em nhé. Và xin thưa với anh em, cái dâu anten này thì mình bán vẫn là combo dâu anten đi kèm 3 bộ đầu núm nối anh em nhé, thì sẽ là 250 ngàn. Được chưa? Cắm tính thẩm mỹ rất là cao anh em nhé. Đấy, dàn chung cắm phát vào ăn ngay đúng không? Đấy, dâu này nó cao khoảng tầm 80 phân anh em ạ. Đấy. Và đây là bộ dàn của anh em mình. Và với cái giá của cả bộ này thì xin phép mình để cho anh em giá 12.500.000 anh em nhá. Cho đến ông F88 hàng đấu giá anh em nhá. Hàng này là hàng đấu giá nên nó sẽ rất là đẹp. Anh em đừng so với cả hàng bãi làm gì cho nó mệt ra anh em nhá. Từ các thước dàn đẹp xuất sắc luôn. 12.500.000. Bây giờ mình sẽ test CD cho anh em nghe chất âm nhá. Tin báo em lấy chồng, bâng khuâng nhìn cảnh thì buồn thầu. Hai năm sương gió tận miền xa, mấy lần hồi âm vắng tin ngờ đâu giờ. Gian xóm tan hết rồi, bao nhiêu lời ư hẹn đâu cũng mang theo kỷ niệm buồn vui, biết rằng tình ta thế thôi thì đâu còn ước mộng xa. Đấy là CD anh em nhá. Và test tiếp tuner cho anh em này. Đang bắt nha anh em nhá. Dù trong bom chạy. Ok chưa anh em? Còn cái cassette này thì xin phép anh em mình không test nhá. Bao anh em tất cả chạy ngon, tại vì cassette tại sao không test? Đây. Tại vì khi mà mình bật tiếng lên phát là cái băng của bọn Nhật này nó tánh bản quyền luôn. Đây, anh em nhìn nhé, chạy ngon nhé. Em mình cho anh em để nhìn nó chạy ngon thôi, mình không dám bật tiếng. Bọn YouTube nó vông nọ, lên có khoảng tầm 25 giây thôi, nó chặn video luôn, em sợ. Nên là mình sẽ để cho anh em như này thôi, anh em nhé, để anh em biết là chạy full auto reverb. Chạy hai chiều cực ngon.
anh em thấy không? Đấy, hai chiều anh em nhá. Đấy. Đấy, không dám để tiếng luôn. Và giá combo này 12.500.000 anh em nhá. Tiếp đến cái mã cuối cùng là mã số 03 ở đây thì xin thưa với anh em, đây chính là con Onkyo NFR7, một trong số những mã cao cấp của thằng Onkyo mà lại có Bluetooth tích hợp sẵn anh em nhá. Đây. Thì xin thưa với anh em, mình sẽ giới thiệu sơ qua chức năng con này như sau. Đầu tiên con này thì là cũng là hàng đấu giá về, nhưng mà xin thưa anh em là nó không được đẹp xuất sắc anh em ạ. Đây, nó sẽ có một vết ở đây anh em nhé, một vết ở đây với cục giả. Và loa thì đây anh em nhìn, loa nó sẽ không được trắng mượt mà nó sẽ màu nó sẽ hơi ngả ố vàng một chút anh em nhé. Đấy. Và giá nó quan trọng, giá sẽ rất tốt và tất cả loa sẽ vẫn còn căng anh em nhé. Mình không biết vừa nãy mình để đâu, mình không lôi đây rồi. Rồi, chi tiết về con này như sau. Đầu tiên toàn bộ là mặt nhôm phay tất anh em nhé, rất là đẹp đúng không? Đấy. Chơi thẻ nhớ SD. Đấy. Tích hợp sẵn Bluetooth anh em nhé, có thể kết nối trực tiếp điện thoại Bluetooth vào đây luôn để anh em chơi luôn được. CD con này chạy mắt Sanyo nên sẽ cực kỳ bền anh em ạ, bền vĩnh viễn với thời gian luôn. Tiếp đến là cổng USB con này sẽ đọc được cả file nhạc lossless anh em nhé, đọc file nhạc lossless đuôi FLAC và liếc là con này chơi tuốt luôn. Đấy. Hỗ trợ một cổng line in ở mặt trước nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về cái vấn đề là khi anh em mình có một nguồn phát mà tín hiệu đo nhỏ ấy mà cần nó phát lớn hơn anh em có thể hỗ trợ cắm ở cổng trước này, thì mạch con này nó sẽ có được trang bị mạch pre rất là nhỏ anh em nhé, sẽ kích cái phần tiếng của anh em mình lên nó căng hơn đúng không. Con này tích hợp công nghệ này sẽ có bao gồm công nghệ băng tần WiRAD này, tiếp đến SCHD này, HHC này, nhầm, Bluetooth này, MP3WMA này, chơi đĩa CD này anh em nhé. Và còn trong này cái công nghệ mà nó không ghi ra ngoài này chính là công nghệ VL Digital lọc nhiễu bằng vector anh em nhé, được trang bị trên như kiểu CRD1, CRD2, CRS1 thì cũng được trang bị như con này. Nhưng mà con này nó không ghi ở đây. Chắc là mình sợ nó đánh bản quyền kiểu gì đó. Nói chung nó không ghi ở trên đây. Nhưng mà mạch bên trong là có anh em nhé. Mạch bên trong này đã tích hợp rồi. Đấy. Ngoài ra thì con này có giải mã 24 bit chuẩn hay như CRD1, D2 luôn anh em nhé. Giải mã con này cực kỳ đỉnh luôn, chuẩn 24 bit, cũng chuẩn PCM, sử dụng một chip giải mã khá là to anh em nhé. Rất là to trên con này. Được chưa? Đấy, sẽ có kết nối với cái máy tính cơ, nhận thành sao cạc rời qua cổng USB giống kiểu cổng USB máy in anh em. Thì con này cũng có luôn anh em nhá. Dàn thì con này sẽ được đánh 4 con sò MOSFET giống y như âm ly dân dụng, nên anh em hoàn toàn có thể phang tốt những cặp loa bass 30 anh em nhá. Hiện tại đi kèm dàn sẽ là một cặp loa bass đường kính là 12 cm. Đấy, màng sợi keva, gân nó sẽ là gân dạng xếp anh em nhá, gân siêu mỏng dạng xếp. Đấy, khá là bền anh em ạ. Dòng gân này thì bền, mọi người ta gọi là thùng loa hỏng nhưng mà gân loa vẫn còn nguyên. Đấy. Màng thì không có núm luôn, dấu núm luôn anh em nhé. Bên trên này thì sẽ là con chép đô, dòng đô mũi đạn cao cấp nhất của thằng Onkyo. Và tất cả củ loa và cái này nó đều được phun sơn đen nên rất là đẹp anh em ạ. Phần đô này từ kép toàn bộ anh em nhé. Riêng phần lời của Onkyo thì không có gì phải bàn, tại vì phần lời nó quá ngon rồi anh em nhé. Đây, tổng thể bộ dàn. Phía sau, phía sau đây anh em nhìn này, công suất của loa sẽ là 70W một chiếc và trở khá là 4 ohm, một cặp sẽ là 140W anh em nhá. Cục dàn thì công suất là 55W điện nguyên bản 100V, hỗ trợ gọi là kết nối các thiết bị qua cái đường analog đây nhá. Optical in sẽ có hai đường optical in luôn. Ok chưa? Đấy. Bên dưới là cổng PC in để kết nối máy tính nhận thì sao cạc rời này. Hai đường giải mã 24 bit đặc cấp luôn. Kẹp antenna FM phụ nghe đài. Gọi là đây là xúc điện ao. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Ok chưa? Đấy, một trong số những cái bộ gọi là khá là VIP của thằng Onkyo anh em nhé. Cái hay của nó là chơi nhạc lossless trực tiếp từ USB, anh em không cần mua đĩa đâu anh em ạ. Mua đĩa làm gì anh em nhé. Cắm nhạc lossless, tải nhạc lossless từ trên mạng về cắm vào đây phát chơi luôn. Ok chưa? Và giá hiện tại cho bộ này thì là bao nhiêu? Hiện tại bộ này bình thường mà nó đẹp ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 6 triệu anh em ạ. Đấy. Và hiện tại con này thì như anh em thấy nó có một vết ở đây này. Và cái loa của nó anh em nhé, không được ngọc trinh lắm. Thì mình xin phép để cho anh em cả combo cả bộ này 4.600.000 anh em nhá. 4.600.000 cho một cái mã Bluetooth tích hợp sẵn. Giá chỉ bằng một cục âm ly thôi anh em nhá. Còn lấy thử nhạc cho anh em nghe này. Ban đầu yêu người thua mới đôi mươi, em đang đồ trắng tròn từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mà
mong học cho mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ. Ngày em thấy Kyo là vua của nhạc vàng và bolero không sai đâu anh em. Nghe cực kỳ đi vào lòng đất anh em nhé. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chúc anh em một ngày cuối tuần thật vui vẻ và có thể chọn lựa được những cái đồ sản phẩm ưng ý với mình anh em nhé. Xin chào anh em.